Hãy tưởng tượng một ngày, số lần đi tiểu của bạn bỗng tăng lên, thậm chí tần suất gấp đôi. Cảm giác mắc tiểu không kiểm soát được khiến mọi sinh hoạt như rối tung. Tin không vui là tiểu rắt khá phổ biến ở các chị em ở mọi lứa tuổi. Vậy vì sao chị em chúng ta lại gặp tình trạng này nhiều hơn nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thanh Hùng, khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long sẽ chia sẻ trong video sau nhé. Các nguyên nhân tiểu rắt ở chị em thường là 1. Nhiễm trùng đường tiểu dưới. Đây được xem là nguyên nhân tiểu rắt ở nữ giới có tỷ lệ gặp cao nhất. Nguyên nhân là do giải phẫu niệu đạo ở phụ nữ ngắn hơn nam giới. Lỗ niệu đạo lại nằm gần hậu môn hơn, khiến một số loại vi khuẩn, đặc biệt là E. coli, dễ dàng xâm nhập vào đường tiểu, gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiểu dưới. Một số dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ đó là tiểu rắt, tiểu buốt, cảm giác mót tiểu liên tục, nước tiểu đục, mùi hôi và đôi khi tiểu ra máu. Do niệu đạo nằm gần âm đạo nên thường kèm theo triệu chứng viêm âm đạo như ra nhiều khí hư bất thường, ngứa rát, sưng tấy vùng kín. Sốt nhẹ, ớn lạnh, đau vùng bụng dưới, đau tăng lên khi quan hệ. 2. Viêm bàng quang. Đây cũng là một nguyên nhân gây tiểu rắt ở nữ giới, hay gặp ở những người quan hệ tình dục không an toàn, vệ sinh vùng kín sai cách, do thay đổi nội tiết tố hoặc mặc quần lót quá chật. Nếu không được điều trị kịp thời, viêm bàng quang có thể gây viêm các khu vực lân cận như tử cung, âm đạo hoặc niệu quản. Các dấu hiệu thường gặp của bệnh như sau. Tiểu rắt, số lần tiểu trên 7 lần một ngày mà vẫn còn cảm giác mắc tiểu, đôi khi tiểu đau buốt. Nước tiểu đổi màu, có mùi lạ, đôi khi còn kèm theo máu và mủ. Sốt nhẹ, đau bụng hoặc hay cáu gắt do việc đi tiểu liên tục gây ra. 3. Ảnh hưởng của mang thai. Tiểu rắt cũng là một biểu hiện khi mang thai. Đây là một hiện tượng bình thường do thai nhi phát triển, chứ không phải vấn đề bệnh lý. Cấu tạo và vị trí bàng quang nằm ngay trước tử cung. Khi thai nhi phát triển lớn hơn, sẽ đè vào niệu đạo và bàng quang, tạo áp lực làm thay đổi sinh lý của đường tiết niệu. Đôi khi tiểu rắt còn kèm theo chứng tiểu són, tức là nước tiểu chảy ra không theo ý muốn, đặc biệt khi chị em bước vào thời kỳ sắp sinh. Sỏi đường tiết niệu, hay gặp sỏi niệu quản chỗ đổ vào bàng quang, dẫn đến cảm giác đau mỗi khi sỏi cọ sát, kích thích niêm mạc nên chị em sẽ thấy rát, buốt và có phản xạ đi tiểu nhiều lần. Do dị ứng với các chất tẩy rửa, nước xả vải, dung dịch vệ sinh, giấy vệ sinh khiến âm đạo tổn thương. Do thói quen nhịn tiểu hoặc thụt rửa âm đạo sâu gây mất cân bằng môi trường âm đạo. Vậy khi bị tiểu rắt, cần điều trị như thế nào? Trường hợp tiểu rắt nhẹ. Nếu tiểu rắt, tiểu buốt xuất hiện do nguyên nhân sinh lý, có thể hỗ trợ điều trị bằng các phương pháp như sau. Không dùng các thực phẩm có cồn, có ga, thực phẩm lợi tiểu gây kích thích bàng quang. Tập luyện thói quen đi tiểu vào các khung giờ cố định trong ngày. Uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể, không nên uống quá nhiều hay quá ít. Trung bình 2 lít nước mỗi ngày là hợp lý và không nên uống nhiều nước từ khoảng 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ. Trong đông y có bài sử dụng bột sắn dây để chữa tiểu rắt, do sắn dây vị ngọt, tính mát, quy vào kinh phế, bàng quang và tỳ, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thông đường tiết niệu, trị tiểu đường. Mỗi ngày pha 10g bột sắn khô với nước ấm để uống sẽ cải thiện tiểu rắt. Trường hợp tiểu rắt nặng. Nếu tiểu rắt ở chị em do các bệnh lý viêm nhiễm gây ra, kèm theo nhiều dấu hiệu bất thường hoặc tái đi tái lại thì cần được bác sĩ điều trị. Các bác sĩ sẽ thường bắt đầu điều trị với kháng sinh, kháng viêm nếu do nhiễm trùng đường tiểu hoặc viêm âm đạo. Thuốc kháng nấm nếu viêm do nấm gây ra, giảm đau hoặc thuốc sát khuẩn đường tiểu. Tiểu rắt phổ biến ở phụ nữ, vậy chúng ta có thể phòng ngừa như thế nào? Hãy chú ý các thói quen sinh hoạt sau đây nhé. Uống nhiều nước, từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, đảm bảo duy trì màu sắc nước tiểu trong hoặc ánh vàng, không nên nhịn tiểu. Chế độ dinh dưỡng nhiều rau củ quả tươi, đủ các nhóm chất khác nhau. Vệ sinh vùng kín sạch sẽ, giữ cho vùng kín luôn khô thoáng. Thay băng vệ sinh thường xuyên khi đến kỳ kinh nguyệt. Không mặc quần áo khi còn ẩm ướt. Hạn chế sử dụng dung dịch vệ sinh dễ gây kích ứng, có chứa chất tẩy rửa mạnh. Hạn chế thụt rửa sâu hoặc phun nước trực tiếp vào âm đạo. Có đời sống tình dục an toàn, lành mạnh. Tăng cường luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Bạn không nên e ngại, giấu bệnh, tự chẩn đoán, tự điều trị khi không biết chính xác nguyên nhân gây tiểu rắt. Đặc biệt khi bị tiểu rắt, chị em nên đến thăm khám với các bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị theo nguyên nhân.
không nên theo đuổi các giải pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, được quảng cáo trên mạng xã hội, tránh lãng phí thời gian và chi phí không cần thiết. Chúc các chị em nhiều sức khỏe! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.